thuộc vuốt tai của Thanh Long. Dạ em chào chị, thì cho em hỏi là mình đã có cái kinh nghiệm cái vuốt tai Thanh Long này được bao lâu rồi ạ? Được 5 năm Được rồi. 5 năm rồi ha. Dạ, hiện nay là mình đang vuốt cái này là đợt mấy vậy chị? Đợt 1. Vẫn được một ha, khoảng mười mấy ngày, 18-19 ngày hả? Đúng rồi, nay được 18-19 Dạ. ngày. Kỹ thuật vuốt nó có khó lắm không? Không có khó. Thì mới vô thì vuốt nghe đầu sâu sâu rồi từ từ cạn tùy theo nghe. À, dạ. Rồi vậy thì cái khoảng lối nào mình sẽ vuốt lại đợt 10 ngày hoặc 12 ngày nữa, có người thì vuốt 10 ngày, còn có người vuốt 12, có người xanh xanh vuốt, còn có người ườm mới vuốt. Dạ, nhưng mà từ lúc mà là mình tổng cộng hết là trong một đợt cái thanh long mình cắt tới cắt là khoảng vuốt nhiêu lần? Hai lần, còn Vuốt có hai người lần. một lần. Dạ hả? Dạ. Ừ. Dạ khoảng cái 1 tiếng đồng hồ ở đây đó. Với như kinh nghiệm của bà mình đã làm á thì khoảng 1 tiếng mình vuốt được khoảng nhiêu ký? Khoảng 120 tới 150 kg. 120-150 ký ha. Dạ. Vườn đẹp quá. Mà người vuốt cũng đẹp nữa.